Quý vị và các bạn đang theo dõi chương 79 của bộ tiểu thuyết Thất hiệp ngũ nghĩa trên kênh Cáo Vàng Media. Nội dung chương 79 có nhan đề Trộm mũ cửu long, giao cho Đinh Triệu Huệ, đón kiệu thừa tướng, Vạch chuyện mã triêu hiền. Sau đây, mời quý khán thính giả lắng nghe nội dung câu chuyện qua giọng đọc của MC Trí Tuệ Nhân Tao do công ty cổ phần trái thị vàng sản xuất. Hát yêu hồ trí hóa tới hoàn thành dùng dây như ý leo vào vòng trong rồi ráng hết tài nghề lén lén leo truyền qua mấy lớp ngăn nữa hễ tới chỗ nào thời chăm chú nhìn xem đường lối khi tới kho tứ chấp trí hóa leo lên trên nóc dở ngói xếp một bên rồi mở túi bá bảo lấy cưa liên hoàn ra cưa rồi vội chỗ chui mình vào kế đụng lớp thiết đóng trần trí hóa vội vàng lấy dùi nhọn dùi ít lỗ rồi rút phát đao ra kéo một lỗ đúc vừa bàn tay gần bên chỗ đóng liền mí đoạn nằm sắp trên cây thò tay đút kiềm vặn những đinh ốc, đóng mấy thiết ấy, nhổ lần lần thành ra, hở một đường khá dài. Nhổ được bao nhiêu bao nhiêu đinh đều bỏ cả vào túi bá bảo, rồi lấy dây như ý buộc vào cây đòn tay, cho dây ấy thồng vào chỗ chiếc mí thiết hở, rồi đeo theo tuột xuống. Khi vào được trong kho, đi lần tới một cái buồn, ngoài cửa có giấy niêm đầy chữ thiên, thời biết đó là chỗ để mũ cửu long bèn lẹ lưỡi liếm niêm ấy chờ ước mà gỡ ra rồi lấy sâu thì khóa giả mà mở khóa. Cửa mở, trí hóa liền bước vào thấy trên giường ngà có để một cái túi bằng lụa vàng. Bên cạnh có một cái thẻ đề, chữ thiên, số thứ nhất mũ cửu lông một cái. Trí hóa bụng mừng lắm, lật đật lấy hộp, bỏ mũ nai nịch vào lưng, rồi đi ra khóa cửa buồn lại, dán niêm y như cũ, lại e có dấu tay nên lấy vạt áo lau lia lịa. Đoạn đi trở lại mối dây như ý mà leo lên, rồi móc đinh ra vặn liền bí thiết lại, sửa kính chỗ lỗ khoan y như cũ. Lên tới trên nóc cũng ráp môi lợp ngói, trét vôi đâu đó xong xuôi, ai vô ý thời không biết là có kẻ vừa cậy phá. Trí hóa lấy được mũ cửu long liền ra khỏi kho tứ chấp đi riết về chỗ để xe tại đình huỳnh. Bùi phúc dở chiếu lên, trí hóa để hộp mũ vào gói lại, rồi lấy nệm mền phủ lên sùm sập. Trí hóa lại bảo bùi phục giả bệnh rên rỉ gào la. Trời vừa hừng đông, Vương Đại đã tới rủ trí hóa đi làm như mọi khi, trí hóa liền nói: "Nay chẳng may cha tôi đau yếu, nhắm ở đây không tiện, thế nào cũng phải về quê." Vương Đại thấy tình cảnh như vậy cũng không ép, nên từ giả ra đi. Còn anh thơ không hiểu việc gì, thấy ông đau thì tưởng thật, nên kêu khóc rầm rỉ. Trí hóa đẩy xe đi, Bùi Phúc nằm trên xe rên, anh thơ đi lắm đẩm theo coi rất thảm thương. Ra tới chỗ vắng vẻ, trí hóa kêu Bùi Phúc dậy ẩm anh thơ để lên xe rồi người kéo kẻ đẩy đi vội qua khỏi hà nam tới trường giang mướn thuyền đưa về thôn mạc hoa thuyền về gần tới đinh gia trang thời thấy sông hiệp và ngại hổ đem thuyền tới đón cùng nhau về tới nhà dọn dẹp đồ đạc và giấu mũ cửu long xong xuôi trí hóa bèn hỏi triệu huệ rằng bây giờ mũ cửu long đã có rồi vậy nhị đệ sẽ làm thế nào triệu huệ đáp đệ đã sắm đủ các giấy tiền vàng bạc nhang đèn định lên thiên trúc dân hương Trí Huynh nghĩ có được chăng? Trí Hóa gật đầu. Tối lại, đợi lúc Trang Đinh đều ngủ hết. Anh em họ Đinh và Trí Hóa mới đem đẩy lụa vàng, mở lấy mũ cửu long ra xem. Thật là tiếng đồn chẳng sai. Vua giàu không biết ngần nào. Mũ làm bằng vàng, giác đầy châu ngọc, gian ngang nằm dọc tinh những hình rồng đếm cả thảy là chính con, nên tên là cửu long quang. Ai nấy xem rồi gói lại như cũ giao cho Đinh Triệu Huệ. Tới canh năm, Triệu Huệ bèn sai một tên tùy tùng gánh nhang đèn vàng bạc và túi mũ cửu long giấu lẫn trong ấy. Theo mình lên thiên trúc. Đinh Triệu Huệ đi được mấy ngày, trở lại thuộc chuyện với Triệu Lan, Trí Hóa và Ngại Hổ rằng khi tôi tới thiên trúc, thuê lầu của châu lão mà ở, ban ngày đi dân hương, chiều lại giả bệnh lên lầu yên nghỉ, chờ tới canh hai đêm mũ cửu long lén vào lầu Phật tại nhà Mã Cường. Quả thấy ba cốt Phật thật lớn, rồi lại trở lại lầu của châu lão không ai hay biết sáng ngày liền từ giả về đây. Triệu Lan và Ngại Hổ nghe nói cả mừng, Duy có trí hóa thời làm thinh chỉ đưa mắt ngó Ngại Hổ. Ngại Hổ bèn ung dung nói rằng, bây giờ chú hai đã làm xong bổn phận rồi, còn phận của cháu, cháu cũng xin đi lo cho xong. Trí hóa nói, ở trò ơi, chuyện này là chuyện của trung thần nghĩa sĩ chớ không phải chuyện chơi. Ta và chú mày đã vào nơi nguy hiểm, tới chốn gai trông, xếp đặt các việc yên thỏa rồi mi có lên đông kinh nên cẩn thận chớ để lỡ chuyện ra mà hại tới tính mạng trung thần nghĩa sĩ hai anh em họ đinh cũng nói cháu nên thận trọng kẻo lưu hại tới thầy cháu nữa ngại hổ nói bẩm thầy và hai chú đi chuyến này ngại hổ xin thầy trước rằng dầu cho đầu đức chớ lòng cũng chẳng dời trí hóa nói ta cầu y giữ được như lời đây là bức thư gửi cho bạch ngũ thúc của mi đây lên tới đông kinh nhớ trao cho người Ngại hổ tiếp lấy thư đút vào túi áo, rồi trở vào trong sửa soạn hành lý đi lên Đông Kinh. Anh em họ Đinh và Trí Hóa đưa tiễn ra đến cửa còn dặn rằng, cháu ráng nhớ mũ để sau tắm vách mé tả cốt Phật giữa nha. Ngại hổ dạ dạ rồi quẩy túi hành lý lên vai. Thật là, có chí lựa gì người tuổi nhỏ, không tài càng hổ kẻ râu dài. Ngày kia ngại hổ đi tới Đông Kinh, vào thành đi qua phủ khai phong chớ chẳng tìm bạch ngọc đường. Ngại hổ đường đi dọc đường Bỗng nghe có tiếng nạt rằng Tránh, tránh cho kiệu thừa tướng đi Thời trong bụng cả mừng Bèn chờ kiệu đi tới ra quỳ đón mà kêu an Bao công liền bảo Trương Long bắt đem về phủ Rồi vội vã thăng đường sai đem ngại hổ vào hỏi rằng Trẻ nhỏ kia tên họ là gì Ngại hổ thấy bao công rất nghiêm Lại thêm các tráng sĩ đứng la liệt Hai bên thời có ý khâm phục Bèn thưa rằng Tiểu nhân họ ngại tên hổ Năm nay 15 tuổi vốn là tôi tớ của viên ngoại Mã Cường. Bao công hỏi, mi tới đây có việc gì? ngài hổ thưa, tiểu nhân có rõ được một việc gian nghịch, lại nghe người ta nói hãy ai biết được điều gian nghịch, mà không tố cáo quan trên thì mang tội nặng, vì vậy tiểu nhân sợ, nên phải tới đây bày tỏ với tướng gia. Bao công nói, có việc cho thời nói đi. ngài hổ đáp, nhưng vì ba năm trước đại lão gia đã nghỉ chức về quê. Bao công hỏi, đại lão gia mi là ai? Ngại hổ đáp, thưa đại lão gia tôi là tứ chấp khố tổng quản mã triều hiền, là chú ruột của viên ngoại tôi. Lúc về quê ngồi kiệu xuống, rồi đuổi tả hữu đi ra, duy có tiểu nhân cho là nhỏ không biết gì nên để lại. Rồi đại lão gia mới mở kiệu lấy ra một cái túi lụa vàng, nói nhỏ với viên ngoại rằng, đây là mũ cửu long trân châu của thánh thượng ta lén đem về đây. Người nên cất kính sau Phật lầu đừng cho ai biết, đợi chừng nào tương dương vương khởi sự sẽ đem dân cho người. Viên ngoại tôi liền tiếp lấy, sai tôi ôm theo người ra lầu Phật, rồi giấu vào sau tấm vách bên, cốt Phật giữa. Ngại hổ nói tới đó ai nghe cũng thất kinh rợn ốc. Bao công liền hỏi tiếp, rồi sao nữa? Ngại hổ đáp, sau này tiểu nhân nghe người ta nói biết tình gian mà không cáo thời đồng tội, tiểu nhân sợ lắm, kế viên ngoại tôi bị đòi lên kinh, tôi e viên ngoại tôi khai rõ chuyện năm xưa, thời tôi có dự vào, biết gian mà không cáo, chắc chẳng khỏi tội. Vì vậy phải bôn ba tới đây tỏ bày đầu đuôi, xin tướng gia xá tội cho tiểu nhân nhờ. Bao công nghe xong ngồi suy nghĩ dây lâu, bỗng vỗ án hét to rằng, hay cho ngại hổ, mi dám già hàm lẻo mép, tố cáo quan tổng quản trong triều, ai bày mưu chỉ lối y, mâu khai ngay kẻo chết. Tả hữu cũng hòa tiếng vặn hỏi ôm sòm,